Với mong muốn giúp các em học sinh hiểu thêm về cuộc sống của các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, đặc biệt là những người lính đang công tác ở các vùng biển đảo, Phòng Giáo dục quận và Quận đoàn Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hành trình Măng Non sẵn sàng vì biển đảo quê hương tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Tạm biệt không khí náo nhiệt của thành phố mang tên Bác, hơn 100 thành viên là những đội viên thiếu nhi xuất sắc năm học 2020-2021 và cán bộ tổng phụ trách đội trên địa bàn quận Gò Vấp bắt đầu hành trình đến với cán bộ chiến sĩ thuộc Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đóng quân tại huyện Cần Giờ. Sự niềm nở, thân thiện từ những người lính trẻ đã xua tan mệt mỏi của các em thiếu nhi. Tất cả cùng nhanh chóng tập trung và bắt đầu làm quen với những bài học vỡ lòng của người chiến sĩ, đó là gấp xếp nội vụ. Dù vẫn còn lóng ngóng trong thực hành động tác, nhưng điều ý nghĩa với các em là học được tính cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Cùng với học làm chiến sĩ, các em còn được tham gia nhiều trò chơi vận động sôi nổi, bổ ích, rèn luyện khả năng làm việc theo nhóm, xây dựng ý chí, tinh thần đoàn kết thống nhất cao của cả đội. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc các tiểu trại bắt đầu thể hiện tài năng ca hát, nhảy múa, trình diễn thời trang với nhiều tiết mục đặc sắc, ý nghĩa. Ấn tượng trong đêm giao lưu là các bạn nhỏ đã mang đến những món quà, tình cảm của mình thông qua những cánh thư gửi đến các chú bộ đội Cụ Hồ. Với mong muốn tạo môi trường giúp các em thiếu nhi rèn luyện tính sáng tạo, kỷ luật, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, hàng năm Phòng Giáo dục và Quận đoàn Gò Vấp phối hợp chặt chẽ với Hải đội 2 đổi mới các nội dung, đảm bảo phù hợp thiết thực nhằm lan tỏa thông điệp mang niềm vui, tạo động lực, truyền cảm hứng để cùng nhau thi đua học tập và công tác, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Xuyên suốt hành trình còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, đó là đến với các địa chỉ đỏ ở huyện Cần Giờ, tham gia giao lưu, tặng quà và xe đạp cho các bạn nhỏ ở trường tiểu học Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Trong sắc phục cờ đỏ sao vàng rực rỡ, trên bến cảng Nhà Rồng, các em nhỏ đã nghiêm trang tự hào cất lên giai điệu hùng hồn của quốc ca Việt Nam, khẳng định lớp thế hệ măng non, cháu ngoan Bác Hồ hôm nay sẽ ra sức học tập, rèn luyện, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.